Dạ hello anh chị, chào mừng anh chị quay trở lại với kênh xe lướt Sài Gòn nha. Lại là em Tâm đây, Tâm máy xe có Tâm nha anh chị. Hôm nay em Tâm sẽ đem đến anh chị một mẫu xe hatchback đến từ nhà Honda nha anh chị, nhập Thái nguyên xe. Honda HR-V bản L. Bản L này là bản full nha anh chị, có cửa sổ trời, có đầy đủ hết. Và đây là một mẫu xe hatchback nha anh chị. Một mẫu xe hatchback thì nó khác với lại sedan ở chỗ là nó không có cốp xe nha anh chị. Rồi xíu nữa em Tâm sẽ quay cái khoang hành lý cho anh chị coi nha. Rồi, đầu tiên đây là xe màu trắng nha anh chị, đời 2018 nhập Thái nguyên xe. Xe mang biển số Sài Gòn, anh chị mua là sẽ tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nè. Xe đi 38.000 cây anh chị, chất xe rất mới. Đó, rồi cùng theo chân em Tâm để quay tổng thể cái xe này luôn nha anh chị. Cụm đèn trước là full LED nè. Đó. Với mâm thể thao là 17 inch anh chị, với mâm thể thao là 17 inch. Rồi, xe thì hầu như là những cái mối nối này nọ còn rất là liền lạc luôn anh chị. Những cái mối nối này nọ còn rất là liền lạc. Máy 1.8 nha, máy 1.8. Đây. Đây, đăng kiểm còn tới tháng 4 năm 24 nha, thoải mái cho anh chị đi. Đó. Xe thì có cái body kit zin của hãng nha anh chị. Đó, cái body kit nhìn rất là thể thao. Đó. Đây, tay nắm cái phần mở cửa sau là nằm trên đây nha anh chị. Nên năm ga là nó sẽ không có cái tay nắm cửa sau nè. Nhìn một cái xe nó rất là liền lạc, những cái dập chìm dập nổi trên xe rất đẹp anh chị. Đó. Xe thì mang khuynh hướng là một cái xe thể thao. Nên năm ga là nó sẽ có một cái đuôi cá ở đây chứ không có anten nha anh chị nha. Đó, cụm đèn sau là full LED, có cảm biến sau, có camera lùi, có đầy đủ hết. Rồi để mở cái cốp cho anh chị coi. Đó. Về cái dòng hatchback đó thì đằng sau đây là nó sẽ thông với lại cái khoang hành khách luôn nha anh chị nha, nó không có cốp. Đó. Cũng khá là rộng rãi nha anh chị, khá là rộng rãi. Đây bánh sơ cua chưa hạ nha anh chị, bộ đồ nghề chưa sử dụng luôn. Đó, xe rất đẹp. Nhập Thái nguyên xe nha anh chị, 2018 đi 38.000 cây, xe gia đình nha anh chị. Không kinh doanh một ngày nào luôn, xe gia đình. Đó. Anh chị coi cái bộ ghế da của hãng đằng sau nè anh chị. Đó còn rất là căng nha, rất là căng. Còn nếu mà anh chị nào không sử dụng á, mình có thể gặp cái ghế này lại nè. Đó là cái nó sẽ thông với lại cái cốp luôn anh chị nha. Nó sẽ thông với lại cái cốp luôn. Và nó tạo thành một cái mặt phẳng nè anh chị, tạo thành một cái mặt phẳng luôn. Đó, HR-V bản L. Đó, keo chỉ xe này thì em cam kết là nguyên zin nha anh chị. Máy móc khung gầm, xe full lịch sử hãng luôn. Xe full lịch sử hãng, chị cứ yên tâm. Rồi anh chị coi nè, coi cái phần mà vô lăng nè. Đó, vô lăng độ sần còn rất rõ anh chị, cần số nè. Đó, xe thì được trang bị là phanh tay điện tử nha anh chị nha, phanh tay điện tử, khởi động nút bấm, có lại số thể thao, có màn hình DVD, có đầy đủ hết. Đó, xe có chế độ tiết kiệm eco, xe này có chế độ tiết kiệm eco của Honda nè anh chị. Đó, thì cái chiếc mà Honda ra đợt trước em Tâm quay nó cũng có nha. Ghế lái là chỉnh điện nha anh chị nha, ghế lái là chỉnh điện. Đó, rồi cùng theo em Tâm để quay cái khoang động cơ của xe nha anh chị. Về phần máy móc thì em Tâm cam kết với anh chị là keo chỉ nguyên zin, máy móc là không đâm đụng, không ngập nước, pháp lý chuẩn với km chuẩn nha anh chị. Đó, anh chị nào quan tâm đến xe này thì hãy liên hệ với em Tâm qua số điện thoại trên hoặc là Zalo. Em Tâm sẽ gửi ảnh chi tiết như giấy tờ xe để cho anh chị tham khảo. Cuối clip em Tâm xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị thật nhiều sức khỏe.